này gì đây? Đúng rồi bạn. Thì hôm nay xin phép tất cả các thành đồng đạo quan, trước nhất là xin phép pháp sư trông coi bản đền, sau đó là xin phép thầy Văn Đàn Thế Hạ Côn Tây Quỳnh Tây Quế, thì tất cả các quan anh đồng anh linh trên tất cả. Thì hôm nay thanh đồng của tôi thì cũng là thứ nhất là mời tất cả quý trưởng về quê hương, một tình rất là sinh ra và lớn lên uống nước, và sẽ ngày hôm nay đã già, tức là cõi cây rồi đấy, cây cõi rồi đấy, tức là xin Phật Thánh cho con từ nay giờ đi, từ mai về sau con xin Phật Thánh cho con phụng thờ sớm tôi đấy. À, thì là Phật, trước hết là hôm nay cô đồng cháu là ngày lành tháng tốt và tốt đẹp, để hôm nay vừa hầu thánh thăm là xin hạ y. Thế thầy Pháp nhớ kêu cho là cô cháu xin hạ y, nhớ đấy nhá. Hạ y hay là chứ không phải hạ kiếm, hạ y. Hạ y gác kiếm ạ. Không phải hạ kiếm. Không gác kiếm, hạ y ạ. Bà đi đánh nhau mà hạ kiếm. Đến đây kia chưa phát à? Alo. Cho hạ con từ lấy thôi nè, rất là mặn cho hạ được cho con nhan đẹp. Thank you.